bố anh Minh là chủ tịch công ty lớn, còn bố mình là chủ tịch ruộng rau đấy. Em cần gì phải lo? Con ơi, bây giờ đi làm họ kiếm tiền lắm con ạ. Bố làm cả ngày ngoài trời, nhiều 100.000 thôi. Đấy, thế này, 50 ngay. Kiếm được 5.000 đồng thì tối nay bố sẽ cho con 500.000 để cứ mua một đồ chơi đấy. Có 5.000 bọ, hôm nay con sẽ chứng minh cho bố thấy kiếm tiền không hề khó. Được rồi, con đi đi. Riêng hôm nay nhá, mình sẽ kiếm cho tiền cho bố mình thấy khỏi 5.000 đâu mà là 50.000 đấy. Bố mình xem, kiếm tiền không hề khó. Không hiểu tại sao mà đến bây giờ bố mình vẫn chưa lên làm chủ tịch được. Bố mình là chủ tịch ruộng rau đấy. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để kiếm ra tiền? Làm thế nào? Nhưng mà chẳng ai nói cho mình. Nope. Cách nào ấy? Tiền nhiều như thế này mà không ai biết lấy. Mình biết cách để kiếm tiền rồi. Yeah. Lấy tiền đây chứ là đâu nữa. À đây. Đấy, thế này, 50 ngay.
đồng nghiệp, nhận viên trai à? Đồng nghiệp, nhận viên trai à? Cậu nhận được một đống người đây này, cậu nhận được nhiều chưa? Đồng nghiệp á, thế này là cướp nghề của nhau rồi, nói gì là đồng nghiệp nữa. Ờ, chào cậu nha, tớ nhận được có ít thôi. Cậu được ít à? Tớ cho cậu đây. Một con gà đã bị lừa. Mình phải cho một bài học được. Oh no. Ê, này cậu ơi. Thấy cậu không phải nhà nghèo đâu mà sao cậu đi nhặt ve chai làm gì? Tớ nhặt ve chai cho bố, tớ thấy nó sẽ kiếm được 50.000 một ngày. Nếu thế tớ chỉ cho cậu một chỗ nhiều ve chai lắm. Nhặt thoải mái thôi. Và một ngày cậu kiếm hẳn 100 luôn ấy, không cần nói gì năm chục cậu à. Đâu, tớ mới, tớ đang cần tiền mua đồ chơi. Cậu nhìn đi. Wow, nhiều thật cậu à. Tới cậu vào nhặt đi, để tớ trông ở ngoài này cho. Thế cậu cho tớ cái túi, để tớ về tớ lấy nha. Chắc bỏ đi rồi. Cần phải cho em chơi.